xin chào tất cả mọi người nhé. Nếu để chúng ta tìm kiếm một sản phẩm nếu như với mức giá tầm hơn 4 triệu, hơn 5 triệu hay hơn 6 triệu, với mức giá đó thì chúng ta thoải mái để lựa chọn tất cả các sản phẩm, rất nhiều sản phẩm để chúng ta lựa chọn. Nhưng nếu để chúng ta lựa chọn một sản phẩm chỉ có 3 triệu 200 nghìn thì quả thật là không một chiếc loa nào có thể ăn đứt được chiếc loa này. Bây giờ chúng ta cũng đi tìm hiểu về sản phẩm của AZ Pro. Đây là một trong những tên tuổi đấy trong dòng loa kéo. Và chúng ta cũng tìm hiểu về một sản phẩm vừa mới ra mắt của ngày hôm nay. Đó là AZ Pro AZC16. Một điều đặc biệt không phải chiếc loa này là chiếc loa cho âm thanh xuất sắc trong tất cả các dòng loa, mà điều đặc biệt ở đây đó là chiếc loa này với giá chỉ có 3 triệu 200 nghìn mà chúng ta được sở hữu ngay một chiếc loa, lại là của hãng AZ Pro, với loa được sở hữu loa 3 đường tiếng và mic sở hữu mic bằng kim loại rất đầm và chắc chắn như này. Trước khi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật của sản phẩm này thì chúng ta hãy đi test thử một đoạn nhạc để test về chất lượng âm thanh của chiếc loa này trước đã. Sau đó thì em sẽ giới thiệu sâu hơn về thông tin chi tiết để chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Chẳng nói đêm hồi làng mưa xuân răng bay, ta bồi hồi trong đêm chia tay. Đã yêu nhau ngàn năm vẫn đợi, dạ thương em ngập ngừng chẳng nói. Đêm hồi làng mưa xuân răng bay, quả thật là em vừa test thử về chất lượng âm thanh của chiếc loa này, thì với một mức giá như thế này mà chúng ta được thưởng thức về chất lượng âm thanh đối với dòng của AZ Pro, cái đặc điểm đặc trưng của AZ Pro đó là cái âm thanh của nó rất sáng, kể cả cái tiếng trống của nó chắc êm và cái tiếng check của nó rất sáng. Thì đối với một dòng loa mà với mức giá rẻ chỉ có 3 triệu 200 nghìn đồng ý, chúng ta không thể so với những dòng loa cao tiền hơn, ví dụ như là với dòng loa khoảng độ 5 triệu hay 6 triệu thì chúng ta không thể so sánh được, bởi vì là chúng ta phải so sánh cùng tương đồng với giá thành, với giá trị kinh tế chúng ta bỏ ra. Thì đối với một mức giá như thế này, chúng ta được sở hữu một chiếc loa với chất lượng âm thanh như thế này quả thật là rất chi là khó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiến lại gần để tìm hiểu kỹ hơn về từ hình thức cho đến thông tin chi tiết của chiếc loa này nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy đi quan sát về thiết kế của chiếc loa này. Với hoa văn họa tiết của chiếc loa này thì nó rất chi là độc đáo, nó hoàn toàn khác so với những mẫu loa trước, nó mang cho chúng ta một cái dáng vẻ khác hoàn toàn luôn, rất đẹp. Về thùng của chiếc loa này thì được làm bằng thùng vân gỗ và được sơn mờ, nó không sơn bóng như một số dòng loa trước kia. Và đằng sau loa này cũng có một tay kéo để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển, chúng ta có thể cho lên và hạ xuống rất chi là gọn như thế vậy. Phụ kiện của loa thì vẫn bao gồm hai micro không dây, và đặc biệt với một dòng loa giá rẻ như này và đã được sở hữu mic không dây bằng kim loại, và chiếc mic này cũng có khả năng chống hú chống rít khi mà chúng ta hát karaoke. Đây là cũng là một trong những tính năng đặc trưng của dòng AZ Pro và không phải dòng loa nào cũng làm được. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu về bản mạch của chiếc loa này. Loa được sở hữu bản mạch đó là bản mạch 9 phím chỉnh. Về các tính năng cơ bản của loa như là tính năng kết nối không dây, kết nối Bluetooth với điện thoại, máy tính và TV thì hầu như chiếc loa nào cũng có, nhưng em vẫn phải giới thiệu để chúng ta, những anh em nào chưa biết đến thì chúng ta cùng tìm hiểu. Và loa có cổng kết nối USB, cổng kết nối thẻ nhớ. Đây là nút để chúng ta có thể thay đổi chế độ kết nối Bluetooth. Nút thay đổi giọng nói, nút FX là nút chống hú, nút MC và nút đồng bộ Bluetooth. Thì những tính năng này gần như là chiếc loa nào nó cũng có cả. Và tính năng này là tính năng kết nối, đây là jack kết nối với điện thoại, máy tính và TV qua cổng AV, đó là cổng kết nối có dây. Và nó có cổng kết nối như cổng kết nối mic có dây, gồm hai cổng, và cổng kết nối đàn guitar điện gồm một cổng. Và đây là model của loa AZ Pro AZ
AZ-C16. Hàng này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Thì model AZ-C16, đây là model vừa mới ra mắt trong ngày hôm nay. Chúng ta nếu những anh em nào mà được xem clip ngày hôm nay, chính là những anh em được xem clip đầu tiên của chiếc loa này và là người đầu tiên được xem model mới nhất này. Rất chi là may mắn chúng ta được xem clip này, bởi vì đây là một model rất mới lạ. Không chỉ có một mức giá hết sức hợp lý mà cũng cho chất lượng âm thanh rất hay. Thì với trọng lượng của chiếc loa này đó là 18 cân. Với kích thước của chiếc loa này lần lượt đó là 74 x 43 và nhân 35. Thì em công bố luôn về chiều cao cũng như cân nặng để chúng ta dễ hình dung khi mà chúng ta có ý định sở hữu chiếc loa này. Và em xin nhắc lại, đó là cái điều đặc biệt của chiếc loa này, đó là loa bát 40 và loa được sở hữu loa 3 đường tiếng với một mức giá là chỉ có 3.200.000. Và chúng ta đã được sở hữu một chiếc loa như vậy rồi. Và bây giờ em sẽ thử về cái độ hút âm của chiếc micro này khi mà chúng ta hát karaoke, xem là chiếc micro này nó cho chất lượng âm thanh như thế nào nhé. Alo 1234, em đang test thử về độ hút âm của chiếc micro khi mà chúng ta hát karaoke. Alo, em đang test thử về độ hút âm của chiếc micro này khi mà chúng ta hát karaoke. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Rồi thì em vừa giới thiệu về toàn bộ thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật cũng như là test thử về cái độ hút âm của chiếc micro này, cũng như là test thử một đoạn nhạc để chúng ta cùng có cái cảm nhận về chất lượng âm thanh của chiếc loa AZ Pro AZ C16. Đây là model mới nhất vừa ra mắt trong ngày hôm nay. Anh em nào với giá của chiếc loa này đó là 3.200.000. Anh em nào nếu mà cần hỗ trợ tư vấn về chiếc loa này có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để sẵn ở trên màn hình. Và những anh em nào trong ngày hôm nay nếu chốt đơn luôn trong ngày hôm nay chính là những người mà được sở hữu chiếc loa đầu tiên của một lô mới nhất ngày hôm nay vừa mới ra mắt. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi chia sẻ review sản phẩm ngày hôm nay nhé.